loạn tin giả, tin sai sự thật về quân đội tăng cường miền Nam chống dịch. Việc quân đội tăng cường lực lượng chốt chặn, quân y, nhu yếu phẩm từ A đến Z cho thành phố Hồ Chí Minh khiến công tác chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn hẳn. Nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả rõ ràng, hỗ trợ rất tích cực cho công tác điều trị, truy vết, khoanh vùng dịch bệnh, được dân chúng thành phố Hồ Chí Minh và cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, với một số kẻ hằn thù, chống phá đất nước thì có vẻ như không thể chấp nhận được thực tế này. Trước khi các chiến sĩ quân đội vào miền Nam thì chúng xuyên tạc, quân đội vào thiết quân luật, lockdown, chống bạo loạn, biểu tình. Khi các chiến sĩ quân đội bồng súng, giữ chốt gác thì chúng công kích, chính quyền, đàn áp, khủng bố dân chúng, rồi đơm đặt rằng quân đội, công an bảo vệ đất nước, chủ quyền biển đảo, chống giặc ngoại xâm, sao làm được công việc chống dịch. Chấp được hình ảnh, công tác, truyền thông báo chí, truyền hình về việc các chiến sĩ quân đội làm nhiệm vụ phân phối lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình, thì chúng đả kích, công kích, làm màu, truyền thông giả tạo. Cực đoan hơn, chúng còn bôi nhọ những người lính như những kẻ ngu xuẩn, lạc hậu, nói ngọng, hành xử kém. Thậm chí, chúng dùng cả ảnh giả về cảnh chiến sĩ quân đội ăn ngủ ken kít khi tham gia chống lũ lụt miền Trung năm 2020 để xuyên tạc rằng các chiến sĩ quân đội tham gia chống dịch bệnh đang phải sống trong điều kiện không đảm bảo sinh hoạt, phòng dịch, khổ sở ở miền Nam nhằm kích động nhân dân, dân chúng về việc nhà nước, chính quyền đối xử tệ bạc với các chiến sĩ quân đội. Trên không gian mạng, dân chúng và các cơ quan truyền thông lại phải căng mình đính chính tin giả, cảnh báo tin sai sự thật, phản biện, biện giải hoặc nêu ra quan điểm tích cực phản bác trước các hiện tượng trên. Chưa khi nào, cả hệ thống chính trị lại dốc sức, dốc nhân lực với quyết tâm dập dịch ở các tỉnh phía Nam với tinh thần đây là trận chiến, không thắng, không về đến vậy. Trong điều kiện khó khăn, người dân các tỉnh phía Nam chưa khi nào thiệt hại về con người nhiều như trong dịch bệnh kể từ sau chiến tranh giải phóng đất nước năm 1975 đến vậy. Với bản chất là quân đội nhân dân, bộ đội Cụ Hồ, từng ba cùng với dân và trong hoàn cảnh chống dịch như chống giặc thì chỉ có Việt Nam mới có hình ảnh các chiến sĩ quân đội làm mọi việc từ A đến Z là hết sức bình thường, quân là dân. Chỉ những kẻ suốt ngày ôm máy tính để bới bèo ra bọ, bới rác tìm sâu, không từ thủ đoạn phá hỏng điều cố gắng tích cực từ người khác, mới có suy nghĩ tăm tối, tiêu cực, mới có động cơ phá hoại cuộc chiến chống dịch bệnh này đến như vậy.